Vâng, xin kính chào toàn thể các bác âm thanh trên cả nước nhé. Vâng, hôm nay thì em có một video. Đấy, em có hai đôi loa TGS em xả cho các bác, giá cực kỳ sốc luôn các bác nhé. Đấy. Đôi loa này em xả nhưng mà vẫn cam đoan các bác là vẫn là hàng zin xịn các bác nhé. Vẫn là hàng zin xịn. Đấy. Hàng zin xịn thì như các video trước em nói với các bác rồi. Đây này, bác có thể nhìn này, đường keo của từ này còn nguyên nhé. Đấy, hàng bãi một vài em xin chia trước khi vào nói giá, em xin chia sẻ với các bác là những cái đặc điểm của hàng bãi. Đấy, mà hàng này nó cũng tương tự nhau, các bác có nhìn vào vài đặc điểm đấy các bác có thể nhận ra được là hàng còn zin hay không. Đấy. À, đầu tiên các bác có thể nhìn được keo từ. Đấy, keo từ này, đường chỉ rất là đẹp các bác nhé. Đấy, đường keo chỉ rất là đẹp luôn, đi rất là đều. Đấy. Thứ hai đó là cái các bác có thể nhìn vào cái đường viền của nhện đấy ạ. Đường viền của nhện đấy, đường viền nhện còn nguyên zin, nó rất là đẹp. Thế còn nếu đã sửa chữa rồi ấy, nó nhòe nhoẹt lắm các bác ạ. Đấy. Ui, rất là nặng. Đấy, và em vào vấn đề. Đấy, và con loa TSG bát 30 từ thường tiếp neo các bác nhé. Như bác biết là những con TSG em bán với giá từ 93-95, 9.3, 9.5 triệu. Còn con này em bán với các bác giá là cực kỳ rẻ, giá 8.6 triệu, chỉ hai đôi duy nhất các bác nhé, giá 8.6 triệu, chỉ có hai đôi duy nhất giá 8.6 triệu một đôi, không bao ship các bác nhé, hàng cam kết nguyên zin. Như góc video trước nó các bác nhìn này, bát gông bát của Sheraton các bác nhé, chữ dập chìm các bác nhé, chữ dập chìm trên sự khung xương luôn chứ không phải là tem dán em giết cái đâu các bác ạ. Đấy, và hàng bãi thì nó nói đấy, có một đặc điểm nữa các bác có thể nhìn vào đây. Đấy, các bác có thể nhìn về những cái điểm này. Đấy, hàng còn zin thì chưa có một dấu vết gì của đã khò hàng sửa chữa các bác nhé. Các bác có thể nhìn dâu kìa. Đấy, keo dầu vẫn là còn nguyên quá nhé. Đấy. Con này thì lâu nên là keo nó co, nhìn các bác nhìn cổ côn nó sẽ trắng hơn bình thường như con khác các bác nhé. Đấy. Đây, các bác xem hàng nguyên zin. Vải gân tẩm dầu hai lớp, xin lỗi các bác, vùng hai gân vải lụa tẩm dầu. Đấy, phân tần của dòng này là đặc thù phân tần rối các bác nhé. Đấy, hàng bãi Mỹ, bao zin bao xịn, tép neo các bác nhé, tép neo. Đây, các bác nhìn tép nguyên zin bao xịn cho các bác. Đấy, không zin thì em bán mà không đúng như cam kết bác, mà em bảo bao zin mà là không zin đấy, em đền gấp 10 lần tiền cho các bác nhá, các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, xem. Đấy. Và lý do tại sao à, quên đấy, em chưa nói lý do mà em sẽ bán cho các bác đấy, giá rẻ nó có lý do cả. Đấy, không phải là hàng không zin đâu các bác nhá, mà đây các bác nhìn thấy đây không ạ? Đấy, cái logo như kia. Đấy, cái logo đây, đây có cái logo này. Đấy, thì em về có hai đôi mất logo các bác nhá. Đấy, nó dụng mất logo. Đấy, dụng mất logo này em bán rẻ cho các bác. Đấy, chỉ có giảm được khá là nhiều, còn 8.6 triệu. Đấy, đây các bác này, TGS đấy, series Golden Peak 12, độ trở 8 ô, công suất 350W quá nhá. Đấy, duy nhất là chỉ có mất cái logo e căng. Đấy, e căng mất cái logo e căng, giảm giá luôn cho các bác, còn 8.6 triệu, có hai đôi duy nhất bác nhá, chỉ có hai đôi thôi, không có nhiều đâu ạ. Đấy, bác nào kết hàng này ấy, đấy, mà không lăn tăn về cái logo ấy thì không có gì hợp lý hơn các bác ạ. Đấy, em nói thật quá rẻ luôn, quá rẻ, đôi loa này nghe quá hay.
đấy, tôi bắt 30 về hát karaoke đấy, trong nhà bác nào mà phòng lên khoảng tầm đôi này có thể phủ một đôi, có thể phủ cho bác tầm 30 35, từ 30 đến 35 mét vuông trở về, quá hay luôn các bác. Một đôi loa bãi Mỹ xịn. Bác nhìn kèo kia còn nguyên nhá, nguyên zin luôn. Cái này mà làm lại rồi các bác ạ. Đấy, cái chỗ của nhện này này. Đã làm lại rồi thì không bao giờ còn được cái dấu vết đẹp như vậy. Nó sẽ lem nhem vào cái đường viền chỗ nhện này. Đấy. Và các cái mối hàn này này. Đấy, các cái mối hàn này sẽ không còn cái keo này nữa. Mà nhìn nó lem nhem. Đấy, keo từ này, các bác nhìn xem. Nét căng luôn. Giá 8,6 triệu chưa bao ship, chỉ có hai đôi duy nhất. Bác nào đang muốn sắm thì nhanh tay nhá. Đấy. Nhanh tay thì còn, mà chậm chân thì vào Sài Gòn mà mua. Mà Sài Gòn cũng không có để mà mua được các bác nhá. Đấy. Giá chỉ có 8,6 triệu chưa bao ship. Đấy. Với hàng loa hàng nặng ấy, hàng loa thì bác nào lấy thì vui lòng cọc cho em nhá. Em nói trước đấy. Bác nào mà sợ thì lăn tăn không cọc thì xin phép là chúng ta không có duyên. Đấy. Cái này là hàng nặng là các bác vui lòng cọc cho em. Đấy. Giá 8,6 triệu chưa bao ship các bác nhá. Chỉ có hai đôi duy nhất. Bác nào săn thì nhanh tay lên ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ trong video tiếp theo nhé.